người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mic từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai, đây là rap hip hop từ trên bản làng. Có công mài sắt, có ngay nên khi anh sống ở trên bản, rap trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sạt láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Thâu thâu anh thả sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Nương thong tham, đây là người miền núi đi thi trong nam, đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang. Yeah, flexing flexing flexing, xỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat, team anh cooking. Anh biết nói mời em về đội của anh, ok em check in.